VietJack hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app tải ngay app VietJack. Xin chào tất cả các con ơi, trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập về đo thể tích. Vậy thì như trước đây chúng ta đã được học các đơn vị đo thể tích mà chúng ta nhớ đó là gì nhỉ? Đầu tiên là cm khối, tiếp theo là dm khối và cuối cùng là mét khối, đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ngay cho cô bài tập đầu tiên để xem là các con còn nhớ các kiến thức này hay không. Phần A người ta cho một cái bảng và yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bảng này thì liên quan đến các đơn vị đo thể tích: mét khối, dm khối, cm khối. Ký hiệu người ta đã cho sẵn rồi, đúng không nào? Và yêu cầu chúng ta điền cho cô quan hệ giữa ba đơn vị này với nhau. Thì các con quan sát vào sách giáo khoa để chúng ta nhìn cái bảng này rõ hơn giúp cô nhé. Ở đây thì đầu tiên, đối với đơn vị mét khối người ta ký hiệu là chữ M và viết số 3 ở trên mũ, đúng không nào? M mũ 3 thì chúng ta đọc là mét khối. Vậy bây giờ quan hệ giữa các đơn vị đo như thế nào? 1 mét khối bằng bao nhiêu dm khối và bằng bao nhiêu cm khối? Thì như các con đã được học, cứ hai đơn vị đo thể tích liền kề nhau sẽ hơn kém nhau 1.000 lần, đúng không nào? Vậy thì 1 mét khối của cô so với đơn vị dm khối thì sẽ bằng 1.000 dm khối, đúng không nào? Mét khối chính là đơn vị lớn nhất, rồi đến dm khối và sau đó mới là cm khối. Vậy bây giờ từ dm khối về cm khối lại hơn kém nhau 1.000 lần, đúng không nào? Chúng ta nhân với 1.000. Vậy cô sẽ viết được 1 triệu cm khối. Vậy là 1 mét khối đổi về dm khối thì bằng 1.000. Thế còn đổi về cm khối thì bằng 1 triệu cm khối. Nhớ chưa nào? Bây giờ sang đến hàng số 2. 1 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? Nào, 1 dm khối thì đương nhiên là bằng 1.000 cm khối rồi, đúng không nào? Thế còn 1 dm khối mà so sánh với đơn vị mét khối. Nào, từ đơn vị bé sang đơn vị lớn chúng ta chia cho 1.000 vì hai đơn vị này đứng liền kề nhau, đúng không nào? Vậy 1 phần 1.000 tức là 0,001 mét khối nhá. Thì 1 dm khối bằng 0,001 mét khối. Cuối cùng nào, 1 cm khối bằng bao nhiêu dm khối? Vậy từ cm khối về dm khối chúng ta chia cho 1.000, tức là 1 phần 1.000, hay nói cách khác là 0,001. 1 cm khối bằng 0,001 dm khối. Được chưa nào? Đó. Vậy là vừa rồi thì cô và chúng ta đã hoàn thành xong được bảng này và nêu được quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích đứng liền kề nhau. Đó, thì các con nhớ cho cô là có 3 đơn vị: mét khối, dm khối và cm khối. Mối liên hệ thì các con chỉ cần nhớ những kiến thức này thôi. Đấy chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần B của bài tập số 1 nhé. Ở phần B thì người ta hỏi là gì? Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền, và ngược lại đơn vị bé bằng 1 phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền. Thế thì như cô đã nói rồi, đúng không nào? Đơn vị lớn sẽ gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền, còn đơn vị bé sẽ bằng 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đây chính là nhận xét liên quan đến các đơn vị đo thể tích. Các con ghi nhớ cho cô này: đơn vị lớn gấp 1.000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. Ngược lại, đơn vị bé bằng 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn, tiếp liền. Đó, vậy là các con chỉ cần ghi nhớ cho cô nhận xét này thì đối với những bài tập quy đổi các đơn vị đo thể tích chúng ta có thể làm một cách dễ dàng. Được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 2. Bài tập này yêu cầu chúng ta viết các số thích hợp vào chỗ chấm liên quan đến quy đổi các đơn vị đo thể tích mét khối, decimet khối và cm khối. Được chưa nào? Thì bây giờ chỉ cần vận dụng đúng cho cô các cách quy đổi từ bài tập số 1 cô đã hướng dẫn để chúng mình áp dụng vào bài tập số 2. Nào, đầu tiên 1 mét khối thì bằng 1.000 decimet khối, đúng không nào? 1 decimet khối thì bằng 1.000 cm khối. Tiếp theo này, 7,268 mét khối bằng bao nhiêu decimet khối? Thì chúng ta chỉ việc nhân với 1.000, đúng không nào? Vì mét khối lớn hơn decimet khối, cô nhân với 1.000 cô sẽ được đáp án là 7.268 decimet khối. Tiếp theo 4,351 decimet khối, mà đổi về cm khối thì các con nhân với 1.000 cô được 4.351 cm khối. Nào, tiếp theo này, 0,5 mét khối. 0,5 mét khối về decimet khối cô nhân với 1.000, đúng không nào? Vậy cô được 500 decimet khối. 0,2 decimet khối bằng bao nhiêu cm khối? Thì cô lấy 0,2 nhân với 1.000. Vậy cô được 200 cm khối, đúng không nào? Tiếp theo này, 3 mét khối, 2 decimet khối đổi về decimet khối. Nào, thế trước tiên chúng ta đổi cho cô 3 mét khối về decimet khối trước, đúng không? Thì cho cô lấy 3 nhân với 1.000 cô có 3.000, sau đó cô cộng với 2 cô sẽ được 3.002 decimet khối. Và câu cuối cùng là 1 decimet khối 9 cm khối đổi về cm khối, thì ở đây cô lại đổi 1 decimet khối về cm khối trước, cô có 1.000 cm khối, sau đó cô cộng với 9 thì cô được 1.009 cm khối. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập số 2. Thế thì ở trong bài tập này chúng ta đều là quy đổi từ đơn vị lớn về đơn vị bé, đúng không nào? Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện bài tập tiếp theo nhé. Sau đây là bài tập số 3. Ở trong bài tập này thì yêu cầu là viết các số đo sau dưới dạng số thập phân. Câu A có đơn vị đo là mét khối. Câu B có đơn vị đo là decimet khối. Vậy bây giờ thì chúng ta cùng cô thực hiện câu A trước. Quan sát vào câu A này. Muốn viết các số đo này dưới dạng số thập phân mà có đơn vị là mét khối, thì ở đây cô thấy các đơn vị ở câu A là mét khối và decimet khối, đúng không nào? Thì chúng ta phải nêu cho cô mối quan hệ giữa hai đơn vị này. Thì như chúng ta vừa được ôn tập, 1 mét khối sẽ bằng 1.000 decimet khối, đúng không nào? Thế quy đổi từ toàn bộ cái này về đơn vị mét khối, tức là chúng ta phải thực hiện đổi từ các đơn vị decimet khối về mét khối. Vậy phải chia cho 1.000, các con nhớ nha. Thế thực hiện cho cô phần A trước. 6 mét khối 272 decimet khối. Thế ở đây đơn vị 6 mét khối cô giữ nguyên, đúng chưa nào? Thế còn 272 decimet khối cô đổi với mét khối thì cô phải chia cho 1.000. Tức là cô có 272 phần 1.000 mét khối, đúng không nào? Và bây giờ các con viết cho cô số đo này dưới dạng số thập phân nào. 6 ở đây là phần nguyên, đến dấu phẩy này. Phần thập phân nhé, 272 phần 1.000. Vậy cô sẽ viết là 272. Vậy cô được 6,272 mét khối. Xong chưa nào? Câu tiếp theo 2105 dm khối. Đổi với mét khối cô lấy 2105 chia cho 1000. Được chưa nào? Và viết dưới dạng số thập phân thì chúng mình có 2,105 mét khối. Câu cuối cùng 3 mét khối 82 dm khối. Vậy 3 mét khối chúng mình giữ nguyên đúng không nào? Vì đã có đơn vị là mét khối rồi. 82 dm khối cô đổi với mét khối cô phải chia đúng không? 82 chúng ta chia cho 1000. Đơn vị là mét khối. Vậy ở đây chúng ta viết dưới dạng số thập phân là 3 chính là phần nguyên. Phần thập phân này 82 phần 1000. Vậy chúng ta viết là 082. Đơn vị là mét khối. Các con đã hiểu chưa? Thế là ở trong phần A cô và chúng mình đã hoàn thành xong rồi nhá. Bây giờ thì còn phần B thực hiện tương tự này. Phần B thì phải viết các số đo này dưới dạng số thập phân có đơn vị là dm khối. Ở phần này liên quan đến hai đơn vị dm khối và cm khối. Thì như chúng ta đã được học rồi là gì? 1 dm khối thì sẽ bằng 1000 cm khối đúng không nào? Vậy đổi ngược lại từ cm khối về dm khối, cô chia cho 1000. Câu đầu tiên 8 dm khối 439 cm khối. Ở đây 8 dm khối cô giữ nguyên, còn 439 cm khối cô đổi về dm khối, cô sẽ chia cho 1000 đúng không nào? Vậy chúng ta thực hiện tương tự như các bước trung gian ở đây, được chưa? Thì cô sẽ có là gì? 8 dm khối 439 phần 1000 dm khối, được chưa? Và đến đây cô có kết quả là 8,439 dm khối. Đó, thì đây chính là câu đầu tiên. Câu số 2 nào. 3670 cm khối. Đổi về dm khối cô chia cho 1000. Đúng không nào? Và đến đây chúng ta được kết quả là gì? 3,670. Tuy nhiên có một chữ số 0 nằm ở tận cùng của phần thập phân, cô có thể bỏ đi. Vậy kết quả là 3,67 dm khối. Rồi, và câu cuối cùng là 5 dm khối 77 cm khối. Vậy 5 dm khối chúng mình giữ nguyên, 77 cm khối cô quy đổi về dm khối, cô chia cho 1000. 77 phần 1000 dm khối. Và kết quả là 5,077 dm khối. Đó, vậy là cô và chúng mình đã hoàn thành xong được bài tập cuối cùng trong phần ôn tập hôm nay. Thế thì về nhà các con sẽ ôn luyện lại cho cô bảng đơn vị đo thể tích và quan hệ giữa các đơn vị. Nhớ cho cô được quan hệ giữa các đơn vị, cả cách quy đổi thì chúng ta có thể thực hiện rất là dễ dàng những cái bài tập này. Được chưa nào? Hẹn gặp lại các con ở phần ôn tập hôm sau nhé. Xin chào. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.